Hola, alo, mình tên Nhân, họ Ngô, chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Khôn Channel. Xin rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian và quan tâm theo dõi kênh của mình. Thì kênh của mình làm về học tập và đời sống, cũng như chia sẻ những cái kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân và những vấn đề trong cuộc sống. Với chủ đề ngày hôm nay là về học tập, thì thầy của mình đã giao một cái bài môn học đó chính là đạo đức kinh doanh. Thì trong môn học này thì có một cái chủ đề đó chính là mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và tính liêm chính của nhân viên. Thì mình sẽ sáng tạo về nội dung và hình ảnh để mà làm cái bài báo cáo này để đọc cho thầy. Thì mình đã suy nghĩ đến một cái tình huống đó chính là Nobita và Doraemon. Các bạn hãy đã xem trong cái video trước rồi, thì tiếp nối cái video này thì mình sẽ làm cái phần trình bày của mình nhé. Vì cái bài này là mình làm bằng tiếng Anh, thì trong những cái slide trình chiếu mình sẽ sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh, thì có gì sai sót về ngữ pháp và từ vựng thì các mong các bạn bỏ qua cho mình nha. Rồi bây giờ thì mình hãy bắt đầu thôi nào, let's go. Mình nói với các bạn là mình sẽ không có đọc, thì các bạn cho cái thời gian các bạn có thể là đọc và suy ngẫm những cái từ ngữ cũng như là cái nội dung mà mình đưa vào trong phần trình bày nha. Một câu chuyện cực kỳ thú vị luôn đó quý vị ơi. Tôi tên là Nobita, là người vui vẻ, nhiệt tình nhưng đôi khi hơi lười biếng. Tôi 22 tuổi. Tôi là một sinh viên trao đổi. Tôi đang gặp một vấn đề là tôi đi học muộn vì tôi đã chơi game trong đêm qua. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và ngủ trong lớp học. Do đó tôi ngủ quên trong giờ học nên bị thầy phạt hu. Không xong rồi, Doraemon ơi giúp tớ với, tớ không nắm được nội dung bài học hôm ấy. Thầy lại giao bài tập gì mà đạo đức, liêm chính nhân viên gì đó. Tớ nghe mà không hiểu gì hết, để tớ suy nghĩ vào bối đâu hết rồi nhỉ. À nhớ ra rồi, có bạn sinh viên có thể giúp Nobita. Bạn Trọng Nhân đang học trường đại học FPT chuyên ngành quản trị kinh doanh có thể giúp Nobita giải bài toán về đạo đức kinh doanh và tính liêm chính của nhân viên.
Vừa rồi là những chia sẻ, góc nhìn của mình, quan điểm của mình về đạo đức kinh doanh và tính liêm chính của nhân viên. Đó là cái môn trong học phần của mình. Thì rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian của mình để theo dõi cái phần trình bày của mình. Đặt cho mình một nút subscribe kênh và một nút thông báo, để khi mà mình có ra một cái thông video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên xem video của mình nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Ta-da! Cảm ơn tất cả các bạn.